Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Minh Tính, là kỹ thuật viên của công ty Tân Nhất Thương. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn với một mẫu bánh đục lỗ. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai dòng kem, đó là Glassy và Silver để sử dụng cho chiếc bánh đục lỗ của tôi. Tại vì hai cái dòng kem này thì có tính năng vượt trội, đó là chịu ẩm và độ bóng rất là cao và có độ chịu nhiệt rất là tốt, để thích hợp dùng cho những cái chiếc bánh đục lỗ như thế này. Và để làm được chiếc bánh đục lỗ thì chúng ta cũng cần có một số dụng cụ như sau: những cái bộ đục cắt kem và một số dụng cụ để đục lỗ như thế này. Đây là những cái bộ mà chúng ta có thể dùng được làm cho những cái chiếc bánh đục lỗ và những cái chiếc bánh kiểu của chúng ta. Và đây thì tôi cũng đã có hai cái khuôn tin như thế này. Thì cách trình bày thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ thấy những cái dụng cụ của tôi. Thì để làm chiếc bánh đục lỗ thì chúng ta cần phải để chiếc bánh và cái bàn xoay, cái tẩy nó sẽ tâm với nhau. Nghĩa là chiếc bánh chúng ta không phải lắc qua lắc lại. Thì lúc đó chúng ta sẽ bo cái bánh đục lỗ rất là dễ dàng. Bắt đầu chúng ta sẽ cho kem vào chiếc bánh. Thì cái bánh đục lỗ này chúng ta cần mình làm cái mức độ kem nó rất là nhiều so với những chiếc bánh thông thường khác. Cái kem mà để mình làm chiếc bánh đục lỗ như này chúng ta sẽ đánh cứng hơn so với những chiếc bánh giờ còn. Thì lúc đó mình sẽ tạo ra được những cái đường nắp nó rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào cái kem từ từ trên, đưa vào xuống dưới. Chúng ta cũng cần mức độ kem bên thành bánh thì chúng ta cần mức độ kem vừa phải, không cần phải nhiều lắm. Những chiếc bánh này chúng ta cố gắng dùng con dao để mình đưa thẳng cái thành bánh nó thật là thẳng đứng, thì lúc mình tạo ra cái thành bánh nó sẽ rất là dễ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một miếng bo như này để mình bo cái thành bánh trên. Cái góc của miếng bo chúng ta sẽ dùng để cắt cái đường kem. Trước khi cắt chúng ta phải quay cái bàn xoay trước, rồi chúng ta mới đưa cái góc của miếng bo vô từ từ. Chúng ta đưa từ từ, đưa từ từ vào. Đồng thời chúng ta sẽ ép cái miếng bo nào vào bên trong và đưa cái góc nó sau xuống bên dưới. Cho đến khi cái mức độ kem, cái thành kem mình bo nó bóng là được rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái cành của miếng bo này, chúng ta đặt vào cái viền kem này, chúng ta sẽ đưa nó ra. Chúng ta cũng phải quay cái bàn xoay trước khi chúng ta đặt miếng bo này vào. Thì lúc này cái bánh của mình rất là tâm với cái bàn xoay thì nó sẽ không đưa lắc qua lắc lại, thì miếng bo đặt vào rất là chuẩn. Đồng thời chúng ta sẽ ngã cái miếng bo đè lần xuống để cho cái thành kem nó bị ngã ra. Sau đó chúng ta sẽ sửa lại cái thành bánh phía trên cho nó phóng mình lại. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một miếng bo nhỏ hơn để chúng ta sẽ xử lý cái thành kem ở phía dưới. Chúng ta sẽ đặt ngang cái miếng bo như này và chúng ta sẽ cắt cái viền kem cho nó sắc sảo hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ bo lại cái phần phía dưới của cái chiếc bánh của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng miếng bo cắt tiếp cái phần kem thứ hai, thì chúng ta cũng dùng cái góc của miếng bo này, chúng ta sẽ đặt vào từ từ, chúng ta sẽ cắt nó từ từ. Thì cái tay của chúng ta khi mà đặt vào, cái tay ta bắt buộc phải thật chuẩn thì cái thành kem chúng ta nó sẽ sắc sảo hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái dao chà láng và cái mũi dao chà láng, chúng ta sẽ đưa vào để cắt các thành kem bên trong. Thì trước khi chúng ta đưa dao vào, mình sẽ tạo một cái lớp để tựa cái điểm tựa cho con dao mình, nó không có bị lắc qua lắc lại. Thì lúc đó cái bánh của mình nó sẽ chuẩn và sắc sảo nhiều hơn. Khi chúng ta đưa vào xuống một cái khoảng nào đó thì chúng ta sẽ dừng lại. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái miếng bo, chúng ta sẽ đưa cái thành kem này ngã ra. Những kem thành kem này nó ngã ra dần dần, và chúng ta đồng thời cũng ngã cái miếng bo ra dần dần. Như vậy là chúng ta đã được hai thành kem như thế này. Và tiếp theo chúng ta
cho lại cái thành bên trên. Chúng ta cắt thêm một lớp nữa. Nó cũng tương tự như ở dưới. Sau đó chúng ta cũng dùng miếng này và chúng ta cho cái lớp kem tiếp theo của chúng ta nó ngã ra. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng miếng bo, mình bo cái phần kem trên. Chúng ta sẽ bo từ từ như này. Như vậy là cái phần trên của chiếc bánh kem chúng ta đã tạo được 3 lớp kem thế này và nó đã tạm thời hoàn thành. Thì giờ tiếp theo là cái phần rất là quan trọng phía dưới của chiếc bánh này, đó là cái phần bao kem để chúng ta đục lỗ. Và cái bịch tam giác của chúng ta cắt cái phía dưới của bịch tam giác nó bằng một cái đuôi tròn có thú của chúng ta thông thường. Và để cái mình để bóp sử dụng cái bịch kem nó tốt hơn thì chúng ta sẽ quấn cái bịch kem này vào trong cái móng tay của mình như thế này. Và đồng thời chúng ta sẽ dặn cái bịch kem mình lại. Thì lúc đó chúng ta thả ra và chúng ta nắm dưới bịch kem mình. Thì lúc đó mình sẽ bóp bịch kem rất là tốt. Chúng ta sẽ đi một đường kem thế này. Trước khi đi bóp kem thì chúng ta sẽ quay cái bàn xoay thật là nhanh. Và chúng ta bóp một đường quyết định nó thật là chuẩn. Thì lúc này chúng ta đang bóp lên cái thành kem thế này. Thì bắt buộc cái tay của chúng ta phải tạo là chuẩn. Chúng ta sẽ tạo một cái thành kem bên ngoài. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái thành kem bên ngoài. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đưa từ cái lớp kem ở phía trong ra và nó kết nối với lớp kem bên ngoài để tạo một cái đường rỗng ở phía bên trong của chiếc bánh. Bắt đầu chúng ta sẽ đưa bịch kem vào sát cái thành bánh bên trong và chúng ta sẽ bóp dần dần ra. Lúc này cái tay chúng ta cũng bóp phải thật là chuẩn. Chúng ta sẽ cho cái thành kem này nó chồng lên cái thành kem đúc ở ngoài luôn. Lúc này chúng ta đã bo xong cái thành kem để chúng ta đục lỗ. Tiếp theo chúng ta sẽ bo lại cái thành bánh. Chúng ta sẽ bo từ từ. Mình không ép cái miếng bo mạnh quá thì cái thành bánh nó sẽ bị sụp xuống. Chúng ta sẽ bo từ từ. Chúng ta sẽ đặt miếng bo bên trong và chúng ta tạo cái đường kem nó sắc sảo luôn. Đặt miếng kem, miếng bo này vào cái thành dưới của chiếc bánh, chúng ta sẽ đi một đường cho nó láng ở dưới. Sau đó chúng ta sẽ đưa miếng bo lớn vào và chúng ta sẽ bo lại cái thành này. Và như vậy là cái thành bánh bo đục lỗ chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một bịch bút màu nâu, chúng ta sẽ đi cái thành bánh bên ngoài. Chúng ta sẽ đi đều cái thành bánh như thế này. Và chúng ta cũng sẽ bao cái lớp bút này ra. Thank you.
kem trên thì chúng ta sẽ dùng cái màu màu vàng để mình xịt, xịt cái màu vàng. Là chúng ta sẽ đi mất vào cái thành thành kem cuối cùng bên trên. Chúng ta sẽ dùng một cái miếng bo cắt xéo như thế này và chúng ta sẽ dùng góc nhọn để đưa cái kem này lên. Chúng ta sẽ đặt cái miếng phim này vào một chỗ và cho tay chúng ta sẽ quay nó bằng xoay đi. Như vậy là các phần kem bên trong chúng ta đã hoàn thành. Và chúng ta sẽ dùng cái này thao vào lửa. Chúng ta sẽ thao nhẹ vào lửa. Và chúng ta sẽ đưa vào đây. Chúng ta sẽ đặt từ dưới và chúng ta cắt lên trên. Chúng ta sẽ đặt thẳng cái này vào phần kem bên dưới và chúng ta sẽ đưa thẳng lên trên. Và tiếp theo, chúng ta đã hoàn thành cái công đoạn đầu tiên cho một lớp kem đầu tiên. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái hình bầu như thế này và chúng ta sẽ làm những cái thao tác như tiếp theo, như những cái thao tác chúng ta làm vừa rồi vào cái thành kem thứ hai. Chúng ta đặt từ dưới và chúng ta cũng sẽ đưa lên trên. Dùng một cái hình vuông như thế này và chúng ta sẽ tạo lớp kem thứ ba của chúng ta. Và như vậy là lớp kem thứ ba của chúng ta cũng đã hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái bộ đục lỗ của chúng ta và chúng ta sẽ đục lỗ phần bên dưới. Thì chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ thả từ từ ra. Giữa các lỗ chúng ta đục lỗ với nhau thì các cái lỗ, khoảng cách của các lỗ chúng ta phải tỷ lệ nó phải bằng nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn vào cái bánh nó sẽ rất là cân đối và nó sẽ đẹp hơn. Điều khiển cái đục lũa này thì trước khi chúng ta đưa vào cái bánh thì chúng ta sẽ bóp cái phần bên trên lại. Và khi chúng ta đưa vào chúng ta sẽ thả dần ra. Và tự động cái bộ này sẽ hút cái kem vào cái ống này. Và chúng ta sẽ đưa ra một cách nó rất là dễ dàng hơn. Như vậy là cái phần lỗ đầu tiên chúng ta đã đục xong. Chúng ta sẽ dùng cái ống vuông như thế này và chúng ta sẽ đục phần lỗ bên dưới. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ xịt cái màu vàng vào những cái lỗ chúng ta đã đục được. Tiếp theo chúng ta xịt màu vàng vào những cái lỗ chúng ta đã đục được.
thì lúc này chúng ta xịt màu vàng vào thì nó tạo giống như một ánh đèn phía bên trong. Và là chúng ta đã hoàn thành cái phần đục lỗ của chúng ta. Bước theo, chúng ta sẽ điểm cái màu vàng vào những cái đường trắng kem của chúng ta như thế này. Tiếp theo, chúng ta với những chiếc bánh đục lỗ như thế này thì chúng ta sẽ trang trí những cái hoa sô-cô-la, chỉ là một bông như thế này thôi. Nó rất là nhẹ nhàng và nó tạo một cái vẻ đẹp sang trọng và quý phái hơn. Chúng ta sẽ điểm xung quanh của cái hoa này. Và chúng ta sẽ tạo một cái nhụy hoa cho cái hoa này. Và chúng ta sẽ xịt màu vào. Và như vậy, chiếc bánh đục lỗ của tôi đến đây đã hoàn thành. Và những cái đường nét trang trí như thế này có thể nó hơi cầu kỳ một tí, nhưng mà nó sẽ là một cái nghệ thuật mới cho cái tương lai bánh kem của chúng ta sắp tới.